Với nội dung trong sáng và minh họa giản dị, trước năm 1975, ở miền Nam, những cuốn sách đã nuôi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu con người, yêu thiên nhiên, loài vật. Tất cả đều đúng như triết lý giáo dục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa khi ấy: nhân bản, dân tộc và khai phóng. Yêu Sài Gòn từ những giá trị xưa cũ, nhà sưu tập Trần Hữu Phúc Tiến đã có nhiều năm liền sưu tập sách giáo khoa trước 1975. Đến nay, bộ sưu tập của anh đã có hơn 300 đầu sách đủ thể loại. Đó là cách để anh tìm về tuổi học trò ở miền Nam xưa, cũng là cách để gìn giữ những gì quý báu đã lùi vào quá vãng. Tôi là thế hệ 6X, là những người đã đi học cũng tiểu học rồi, nó cũng lâu lắm rồi. Thì là một cái người mà quan tâm đến sách vở, đến lịch sử, thì tôi thấy là không thể bỏ qua cái việc mà sưu tầm những cái quyển sách giáo khoa xưa như thế này. Nó theo tôi thì cái sách giáo khoa nó không phải chỉ là để mình nói về cái chuyện mà ký ức đời xưa, ngày xưa mình học như thế nào không thôi. Những cái người mà thế hệ của chúng tôi thì bây giờ đương nhiên cũng có cái gọi là hoài cổ, nhưng mà qua đó thì tôi lại thấy là rất nhiều cái điều hay có thể học hỏi lại được. Lúc nãy giờ trong cái cuộc tọa đàm này, các thầy vừa rồi cũng kể, ngay cả cái sách học đến vần đó, cái phương pháp học đến vần ngày xưa có thể là có nhiều cái điều hay mà lại chưa được thể hiện bây giờ. Rồi trong những cái quyển tập đọc mà chúng tôi đọc lại thì chúng tôi thấy những cái bài viết rất là giản dị, những cái hình ảnh cũng rất là đơn giản, nhưng mà lại đi sâu vào lòng trẻ thơ. Khi mà tôi quan tâm, tôi cũng là viết bài về lịch sử Sài Gòn, về di sản, thì khi tôi đi tìm những cái sách xưa cũ thì tôi nhận thấy rằng là trong những cái sách xưa cũ này thì có một cái lượng sách giáo khoa rất là hay, mà bản thân ví dụ những cái sách giáo khoa về sử địa nó cũng kể lại những câu chuyện lịch sử, nó cũng có nhiều cái hình ảnh của Sài Gòn, của Việt Nam xưa, Hà Nội, Huế rồi vân vân. Cho nên là tôi nảy ra rằng là tại sao mình không mở rộng cái chuyện sưu tập này, thay vì chỉ là sưu tập sách nghiên cứu, sách viết, thì mình sưu tầm thêm cái sách học và sách dạy. Ngồi lần giờ từng chồng sách giáo khoa xưa, anh không khỏi ngậm ngùi, chua xót. Di sản, tinh hoa của người đời xưa đã không được người đời nay thừa kế đầy đủ và đúng cách. Các bộ sách giáo khoa hiện nay đang bị dư luận trong nước phản ứng dữ dội bởi loạt câu chuyện buồn. Vừa qua, sách tiếng Việt lớp 1 trong bộ Cánh Diều khiến các bậc cha mẹ tá hỏa khi phát hiện vô số cách dùng từ khó hiểu, xa lạ hay câu chuyện phản giáo dục, cổ suý sự lọc lừa, lười biếng, báo thù. Đó chỉ mới là một câu chuyện nhỏ trong hiện trạng nhức nhối của việc biên soạn sách giáo khoa ở Việt Nam. Hiện trạng ấy khiến người này nhớ tiếc, hoài vọng về những giá trị tốt đẹp một thời của sách giáo khoa cũ. Buổi gặp mặt với nhà sưu tập Trần Hữu Phúc Tiến để ôn cố tri tân, còn có các nhà giáo từng giảng dạy, làm cán bộ quản lý, biên soạn sách giáo khoa trước năm 1975 như thầy Huỳnh Văn Ngôn, nguyên tổng giám thị trường sư phạm Sài Gòn, thầy Hồ Liên Biện, nguyên phó giám đốc trung tâm học liệu Sài Gòn. Các thầy cho biết, những bài học trong sách giáo khoa xưa đều rất giản dị, dễ học, không chỉ dạy học chữ, mà còn lồng ghép nhiều bài học luân lý về điều hay, lẽ phải. Ví dụ, sách tập đọc lớp 4 có bài đọc "Khi ra đường gặp phong, tên nước công cộng đang chảy mà không có ai dùng thì phải mau khóa lại vì đó là của công". Hoặc qua sách quốc sử tiểu học, trẻ em biết từ rất sớm gương Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, vân vân. Tôi còn nhớ là học kỷ luật đi đường, ngoài đường xe cộ dập nhiều, hãy đi cẩn thận sợ nhiều rủi ro, đi tay mặt mới khỏi lo. Đấy, cái bài đó rất là nhẹ nhàng mà rất là thâm thúy. Và bây giờ tôi thấy dường như là không còn nữa. Rồi sau này
thì tất cả các sách giáo khoa thì tôi xin lỗi quý vị là phần lớn là mấy các bạn đồng nghiệp bên viện bác soạn, cho nên có nhiều cái từ ngữ, tôi gọi là cái phương ngữ ở trong Nam này không biết. Chẳng hạn như vừa rồi tôi có đọc trên báo, tôi thấy là thở hi hóp cái gì đó, đúng thật là tôi không biết thở hi hóp là cái gì, mà tra từ điển không thấy cái chữ hi hóp đó là cái gì cả. Và trong xưa, hồi xưa chúng tôi học á, thấy không biết cái từ nào là tra có ngay. Quá trình biên soạn sách giáo khoa thời xưa cũng có nhiều khác biệt. Sách giáo khoa trước 1975 đều được làm dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục và có sự xét duyệt của Bộ. Tuy nhiên, các thầy đều cho hay sách giáo khoa không phải là nội dung độc tôn trong việc giảng dạy. Không có việc cả nước phải học đúng từng ly, từng tí, chữ nghĩa trong sách giáo khoa như trong nhà trường sau tháng 4 1975. Vì ngoài sách của Bộ, các nhà giáo, nhà xuất bản cũng được tham gia làm sách. Với những giá trị trường tồn, việc tái bản sách giáo khoa xưa là cần thiết khi nó đều là những công trình rất quý giá, gần gũi, để người làm giáo dục tham khảo, tìm giải pháp, sửa đổi tình hình sách giáo khoa nhiễu phương hiện tại.